Henry Ford, một trong những người đầu tiên áp dụng sản xuất kiểu dây chuyền lắp ráp trong ngành công nghiệp ô tô. Ông không chỉ cải cách ngành công nghiệp sản xuất ở Hoa Kỳ và châu Âu mà còn ảnh hưởng lớn tới kinh tế xã hội thế kỷ 20. Chính điều đó đã giúp ông trở thành một trong số những người giàu nhất thế giới thời bấy giờ. Henry Ford từng chia sẻ rằng, nếu anh coi trọng đồng tiền hơn sản phẩm, thì sản phẩm của anh không sớm thì muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Ý nghĩa của câu nói là thế nào? Điều gì khiến ông trở thành người có sức ảnh hưởng lớn tới thế giới? Làm giàu từ kinh doanh, xin chào các bạn. Hôm nay Làm giàu từ kinh doanh chia sẻ đến các bạn 5 triết lý kinh doanh của ông vua xe hơi nước Mỹ, Henry Ford. 1. Henry Ford, can đảm đi theo kiến thức và tầm nhìn. Vào năm 33 tuổi, khi đang làm việc tại một công ty chế tạo máy, thì chàng trai trẻ Henry Ford nhận được lời đề nghị hấp dẫn. Đó là Ford đã được ông chủ của mình đề cử lên một vị trí cao hơn, với điều kiện là phải từ bỏ niềm đam mê cá nhân của mình. Điều này khiến Ford phải đứng trước sự lựa chọn giữa cơ hội thăng tiến đang rộng mở hay niềm say mê ô tô của mình. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, Ford đã chọn niềm đam mê với ô tô và quyết định thôi việc. Ông từng chia sẻ rằng, tôi chẳng có sự lựa chọn nào hết bởi tôi biết rằng chính ô tô sẽ mang lại thành công cho tôi. Không có gì đảm bảo suy nghĩ ấy sẽ đúng và rất nhiều người không nghĩ ông ấy sẽ thành công, bao gồm cả người cha của Henry Ford. Nhưng ông sẵn sàng đặt cược vào niềm đam mê và tầm nhìn của mình chỉ để có một cơ hội thay đổi thế giới. Và như chúng ta đã thấy, Henry Ford đã làm được. 2. Không giao quyền quyết định vào tay người khác. Vào năm 40 tuổi, Ford lập ra công ty Ford Motor Company. Công ty huy động được một số vốn là 100.000 USD và Ford sở hữu 1/4 cổ phần của công ty. Trong năm đầu tiên, công ty đã sản xuất hơn 1.700 chiếc xe và có tiếng tốt nhờ uy tín của mình. Sang năm thứ hai, do áp lực từ các cộng sự, Ford đã nâng giá bán xe hơi nhưng lại bán được ít sản phẩm hơn. Ông nhận ra rằng cần phải có quyền sở hữu để toàn quyền kiểm soát. Và ông đã dùng thu nhập có được từ bán hàng để tăng cổ phần của mình lên 50%, sau đó lên 100%. Nguyên tắc hàng đầu và quan trọng nhất trong kinh doanh của Henry Ford đó là tuyệt đối không bao giờ giao quyền quyết định vào tay người khác. 3. Bán nhiều sản phẩm với giá thấp tốt hơn bán ít sản phẩm với giá cao. Yếu tố quan trọng trong sự thành công của công ty Ford Motor Company chính là giá thành thấp nhưng chất lượng lại rất cao. Henry Ford có quan niệm rằng sẽ không bán được xe hơi của mình với giá cao. Thay vào đó, chiến lược của ông là định giá dựa trên chi phí sản xuất. Có nghĩa là nếu các nhà máy của ông có thể hoạt động ngày càng hiệu quả hơn thì người tiêu dùng, khách hàng sẽ được lợi. Cũng giống như Sam Walton, chuỗi siêu thị Walmart, Ford phát hiện ra rằng ông có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn nhờ bán được nhiều sản phẩm với giá thấp hơn là bán ít sản phẩm với giá cao. Ford cho biết rằng nếu bạn bán được sản phẩm chất lượng cao với giá rẻ, bạn có thể mở rộng quy mô trên toàn cầu và tiếp cận được với số lượng lớn khách hàng. Thứ tư, đó là trả lương cao và công bằng với nhân viên. Kiếm được 6 đô la mỗi ngày khiến nhân viên của Ford ít phải lo lắng hơn, vì ở thời bấy giờ thì 6 đô la được xem là khoản thu nhập hấp dẫn, đủ để họ có thể trang trải cho cuộc sống. Henry Ford tin rằng lương cao có thể giữ chân nhân tài và giúp đỡ họ tập trung làm việc vì gia đình họ đã được hỗ trợ đầy đủ về vật chất. Phương pháp tuyển dụng của Ford cũng rất khác thường và mới lạ. Công ty chỉ cần biết tên, tuổi, tình trạng hôn nhân và xem họ có muốn làm việc hay không, ngay cả người mù, người điếc và câm. Người có một tay hay một chân, tất cả đều được Ford tuyển dụng với mức lương như người khỏe mạnh. Ford thích những nhân viên nhiệt tình trong công việc, làm mọi việc mọi lúc mọi nơi để khắc phục mọi vấn đề với những góc nhìn mới mẻ hơn. Henry Ford có những ý tưởng rất đặc biệt trong mối quan hệ với nhân viên của mình. Ngày 5 tháng 1 năm 1914, Ford tuyên bố chương trình 5 đô la một ngày. Chương trình này kêu gọi giảm giờ làm từ 9 giờ xuống còn 8 giờ và nâng lương tối thiểu mỗi ngày từ 2,35 đô lên 5 đô cho các công nhân lành nghề. Trên đây là 5 triết lý kinh doanh hay nhất mọi thời đại của Henry Ford. Bạn tâm đắc nhất với triết lý nào? Hãy chia sẻ với Làm giàu từ kinh doanh bằng cách bình luận bên dưới bạn nhé. Làm giàu từ kinh doanh cùng giới thiệu đến bạn cuốn sách siêu cò, Cách thức biến quan hệ thành tiền tệ.
Đây là cẩm nang không thể thiếu trên con đường khởi sự, khởi nghiệp, kinh doanh và làm giàu của bạn. Cuốn sách này là cẩm nang cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bạn chi tiết trong việc kết nối và duy trì những mối quan hệ chất lượng. Henry Ford đã áp dụng thành công triết lý này cho kinh doanh. Bằng những chính sách tiến bộ kể trên, ông đã thành công trong việc tuyển dụng nhân tài, cũng như tạo được mối quan hệ làm ăn lâu dài với nhiều đại lý phân phối lớn trên thế giới. Nguyên tắc trong cuốn sách siêu cò của Judy Rominet cũng sẽ giúp bạn thực hiện được điều đó. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh. Ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ xem đầu tiên, see first để là người sớm cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng và marketing nhé. Làm Giàu Từ Kinh Doanh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.